chú có từng nghĩ là sau khi cưới vợ xong anh Tèo sẽ giao lại bình thường không? Không, bình thường nó cũng vậy đó. Không có, chú có từng nghĩ là như vậy không? Mình cũng từng nghĩ đó, từ tao nói mình thằng này cũng thời lớn tuổi kiểu mình nên nói ra điều đó thì có nghe chút. Dạ. Sợ cái nói mình tổn lại như vậy đó. Dạ. Giờ hôm giờ tôi cứ dạy bên nó sao, thành ra chú cũng biết tổ chức cái dạng vậy. Dạ. Biết rồi, thấy công việc đó phải đậu phòng vậy đó. Nghe chú nói không đậu phòng á. Nằm ở dọc đó. Dạ. Con nó cũng khoảng 3 nó đi lên tận rồi. Dạ. Nó cũng kêu nước bọn họ gì bình thường chứ, cũng nghĩ thôi. Dạ. Thằng này thì vô ngủ trụ đầu hôm rồi sẽ đi chút đi trong cạn rồi. Đầu hôm luôn chứ đi dài rồi. Hồi đó giờ là chú có nghe nói anh Tèo có thương ai để ý là ai được không? Cái giờ đó thì như là chú không trực tiếp được mà đều con cái làm ấy, con nhỏ mà chú cưới cho nó làm vợ đó, là chú biết mày hỏi ra thì nó bèo không có, nó còn trai gái làm. Dạ. Thằng nhỏ này là cũng con gái nữa, chưa có gì chứ. Dạ. Cái thời gian nó chú dắt bên kia nó bị gì nó quay ra về nhà rõ thì nó bớt nó dọn rồi cái hay ra thì có con cái gì. Dạ. Vậy anh Tèo là có muốn về mẹ nó vậy rồi, cưới thêm một người nào nữa không? Tới đó anh chưa đó. Hả? Chưa tính chuyện đó. Chưa tính chuyện đó, chưa tính chuyện đó. Bây giờ khoảng chuyến này là ông thầy ông xuống là khoảng hết bệnh mình tìm kiếm người nào đẹp đẹp đi. Không biết hả? Dạ. Anh ra ngoài đường gì anh có thấy cô nào đẹp đẹp anh để ý chưa? Không, thấy ai chưa? Không thấy ai chưa? Là Hằng Nga là đẹp nhất. Hằng Nga thì có em mình tại lão tới vợ lão rồi. Thì tại cái này. Dạ. Bạn gái của em của nó, thằng thứ ba em của nó. Hôm mấy ngày lễ ngày Tết gì ở Sài Gòn đi về là bạn gái đi nhà chú là y xèo. Nó gặp cái nó như cho khóc rồi. Vậy hả? Đây là sao? Gặp rồi đi chỗ khác nha. Dạ chào cô. Chị con gái. Dạ. Đi đường biết nói chuyện gì cậu gái trong nhà ngồi ngồi chơi ngồi chuyện nên đi khác ngồi nên nó. Dạ. Mới vừa biết ngồi đó mới nào gặp rồi. Dạ. Bạn em có chơi thoại gì sao cái gì thì sao nó. Dạ. Vậy là em nghĩ là nó giống anh Tèo ơi. Anh nói anh có đồng hồng và là nó giống rồi. Có được không? Có hồng có hồng kìa. Có. Mình đi ăn hồng là không có ai biết gì hết, không nói chuyện. À, ý là anh Tèo nói là chắc không quen biết cho nên không đồng hồng á. Phải. Không phải không quen biết mà không nói chuyện với người bạn á. Như bạn gái của em đó. Dạ dạ. Cái gọi là những người nữ đó, là bạn em đó. Bạn em nhưng là không quen biết nên là không có nói chuyện thì mình đi chỗ khác. Thì đúng giờ này ta là chỉ sống ở trên đây. Có cảm giác là sao bây giờ mình phải gặp. Giờ tính nhỏ lớn này là gì luôn? Gặp mấy bạn gái rồi là hết. Họ chơi chú Linh có. Chứ mình là không có. Cũng đi chơi bình thường, cũng chơi bầu bình thường mình vậy đó. Dạ. Mình tự ngại vậy rồi quay ra vậy. Thì ở đây tao nói là nó bị không lớn tuổi không bị không có vợ con gì đó. Dạ. Thành ra cũng là ép cưới nhỏ ép cưới nó là do nó mồ nó hồi trước đó. Nó của mình một trai gái đó. Dạ, trai gái là mồ hồi trước á. Đúng rồi, cấp trước mấy cái nhà chú đem nó về đây là bỏ như này là năm mấy vậy đó. Đã với nội này. Dạ. Nó quen hai đứa. Năm 2000 đó. Dạ. Dạ. Thôi anh Tèo kiếm ra, nếu mà có ra đường nhìn á thì kiếm người nào đẹp đẹp để ý đi anh Tèo. Rồi sau này mình hết bệnh rồi mình giữ từ từ thôi. Từ 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 anh Tèo chúng ta. Mai mốt có ông thầy xuống người gặp anh để trị bệnh cho anh hết bệnh rồi cái mình có vợ mới nha. Có quen nha. Lúc đó là anh ở trong nhà rồi anh đi làm mấy đồ để kiếm vợ mấy đồ. À rồi làm kiếm vợ đó. Đấy chạy con. Dạ chú Tư mai mốt mà anh Út sắp xếp được xuống đây chỉ cho anh Tèo á. Thì chú Tư cảm thấy vui không? Hoặc có nguyện gì cho anh Tèo không? Ông thầy đó. Vui chắc mừng. Ông thầy cho anh. Dạ ông thầy con không ra không? Con không ra. Coi không ra bệnh của anh. Coi không ra bệnh của anh luôn à. Hay vậy? Sao anh biết được? Sao anh biết? Dạ không biết. Giờ có thầy nào nói thầy có không ra đâu. À tức mà thấy không? Nhưng mà lỡ thí dụ như kỳ này thầy Út, kỳ này cô ra thì sao? Thầy có ra được hay đó, mà có không ra đâu. Rồi biết chân. Biết luôn. Dạ. Biết trước sự việc. Biết bà cái này đó nè. Bà đang xuống với mẹ, bà sát của mẹ qua ở
với Kiên Giang gì sỏi chứ. Mẹ có coi nó là nói có một người theo nó một tổ kia mình không biết, thôi hôm nay là 1.000 tuổi còn 1.000 năm rồi. Dạ. Nó nói nó rất là lão rồi. Đó, để giờ đã sợ rồi. Bây giờ bắt á thì họ mới bắt. Cái này của người ta cũng chưa thành. Đó. Để giờ để bắt kêu từ gia. Đó. Thế nghe mới nói là cũng vậy mình cũng được. Cái đó là gọi là trung tổ gia đình của chú. Bà nói gì trung tổ mà biết tổ gì mà có ông này ông ngã ở bên gia của gia đình của chú. Dạ. Mà chú hỏi gia bên nội bên ngoại là hồi chào của ông nội chú tới đây á. Dạ. Là không phải là tổ thầy cho nó. Không phải là thầy bà cho nó. Có cái là ông ngoại của ba của chú hồi trước á. Dạ. Là ông hồi đó hồi chào Tây á, năm 800 mấy á, là ông làm cai tổng. Làm gì? Đó. Rồi hồi năm mấy năm đó là Việt Nam mình đã hay bị dịch tả đó. Dạ. Ông làm cái tổng là ông như ông trưởng quận mẹ như quận bây giờ đây. Nói ông ấy đến giờ ông giái. Ông giái hồ về cho cái sống, cho cái việc ông được còn dịch tả nữa. Đó, ông làm cái tổng của mặt ông thờ. Đó. Từ đó có sơ lời đó là nghe là của ba, của chú nói lại. Chứ còn mà khỏi ra thì không có thầy bà gì nào đó. Giờ là ông ở trong công ty bên nội bên ngoại không có thầy bà nào hết. Mà chẳng những tới bên ngoài nó luôn. Nên mình chúa người ngoại nó luôn nữa, cũng không có luôn. Thì theo theo như lời chú kể thì có người dựa người đó là ai do... Đó là mẹ con ngâm ở dưới như là hải nè. Tại coi ra, bắt tay tại coi ra, tụi nói vậy. Dạ. Mình không biết. Bây giờ lên trên tay với em nha. Con ngâm hậu thì tôi, thì chết tụi tôi ở dưới đó. Dạ, nên nãy anh Tèo... Khỏi quạt đây, khỏi quạt đây. Mẹ con ngâm hậu thì chết tụi tôi ở dưới đó. Mẹ mày nói sao nó hùng. Nói cho thằng nó sao thì bà thẳng cho nó. Tỏi đi con. Nó hùng cái máy. Dạ. Hùng em được đâu. Nên là nãy chỗ anh Tèo cũng có nói là ông thầy này sẽ coi không ra bệnh đâu. Là không ra bệnh đâu. Người đó là hụ lắm, trụ lắm bà ha. Ừ. Ngày trước đó ha, ngôi nhà. Rồi tôi là mẹ anh Tèo cái gì. Đây là tôi mẹ con Tèo, như là đọc trên Tèo Mẹ Như hồi đó đó, ở trước hết á, là nó ở nhà là nó xin tên là nó có hai cái nành nè. Ừ, có hai cái nành, hiểu không? Nó hỏi cái nó chỉ mẹ con Tèo đã nói là biết không, nhỏ tuổi hơn. Thì anh nuôi dưới sợi trình bày cho mấy em có biết bằng là lúc đi mẹ Nam Hải ha, gặp thầy với giới đồng lúc như mẹ Nam Hải và sợi trình bày vậy đó. Kể đi con. Nó ở nhà là nó thường thường là nó xin tên là nó có hai cái nành, cái nó chỉ cho gì là nó nói còn nhỏ tuổi hơn nói đó nghe, nó chỉ cho nhỏ tuổi hơn chỉ mẹ hỏi con ha. À, thường thường ở nhà là nó ô đánh ngực, nó dữ tợn, đánh mạnh luôn đánh mãi lắm nha. Cái người ta chỉ là chú mẹ dưới đó, gặp mẹ tiếp dãy. Cái nó ngày có ở với mẹ một tháng. Rồi đi chú mẹ là mẹ nói như là vô mẹ rồi. Trình bày tỷ đoạn luôn nha. Nó nói là nó chăm chú Tàu chứ. Nè, trình bày tỷ đoạn là xuống dưới nó chạy sao, nó bỏ chạy sao, nó trình bày tỷ đoạn dọn từ rồi tới cuối. Rồi lúc đầu á là bắt đầu người ta chỉ cho chú mẹ là đi xuống mẹ vô mẹ là bắt đầu là vô với mẹ luôn. Là mẹ hỏi biết mẹ đây là ai không, nói là biết mẹ là nói là lên, nó nói là nó là ở trên yên, nó là nó ở trong rừng, nó là nó 3.000 năm rồi, nó mọc hai cái nanh, mẹ nó mọc hai cái nanh rồi. Bây giờ mẹ thấy mẹ giơ tay như nè, biết mẹ rồi là mẹ bẻ hai cái nanh bỏ vô cho mẹ, thấy không, là bẻ hai cái nanh bỏ vô cho mẹ. Rồi bắt đầu mẹ nói ơi cái cục hút móng người đâu, là thường đặt ở đây, là mẹ nói lấy cái cục hút móng người ra. Là bắt đầu là nó là lấy một cục hút máu người, mà nó lấy còn giả dấu. Mẹ nói ơi lấy giả dấu là con của mẹ bao la, là con của mẹ lấy ra đau lắm á. Cái đó là gì mà nó còn giả dấu là con của mẹ lấy ra là ông còn. Ông còn lấy ra. Ha. Lấy ra rồi ở với mẹ cái là nó cứ dục là nó chạy vào hoài. Là mẹ nói như là cái căn nó còn. Hiểu không? Rồi bắt đầu cái mẹ nói là bây giờ là ở với mẹ đây là phải ngoan với mẹ, ở đây với mẹ là phải tu với mẹ cho cái xác rồi, chứ hành cái xác là lâu rồi tội nghiệp cho cái xác người ta đó. Rồi cái nó chịu mà cứ dục cái xác chạy hoài luôn.
trong đó chạy về cũng xa, bắt lộ mẹ cột. Mẹ nó nói là bây giờ ở đây với mẹ là phải tu hành với mẹ luôn. Nói vậy đó, nó chịu, mà nó không chịu, nó thấy bắt đầu là sao rồi.